Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với Trang Chiến Bùi. Hôm nay thì cuối tuần, xin chúc sức khỏe anh em cùng gia đình và một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Hôm nay thì xin giới thiệu với anh em một chiếc Dupont. Chiếc này nó còn nguyên cả bót của nó, tuy nhiên thì nó bị mất một cái cài ở phía trên. Một chiếc bật lửa nó cũng khá là sâu tuổi, cho nên là những tình trạng nó còn như thế này còn rất là tuyệt vời. Đây là cái hộp của nó này. Ở trên đây thì có cái số seri của nó. Chiếc này thì rất là đặc biệt. Chiếc này thì sản xuất năm 1987 tại một shop ở Singapore. Anh em có nhìn thấy tên đường cũng như là địa chỉ của nó ở trên đường Singapore. Đường của nó là đường Yellen. Nếu không nhầm thì phố Yellen thì hiện nay thì Yellen của nó hiện nay thì đang là phố đèn đỏ của Singapore. Đó. Một trong những khu phố rất là ăn chơi của Singapore. Đã khá là lâu rồi, mình đã đi Singapore từ 2010, không nhớ rõ ràng là phố, nhưng mình chắc là có lẽ là phố Gillen. Đây là một chiếc bật lửa khá là đẹp, anh em có thể nhìn thấy cái vân của nó giống như là vân nham thạch, sơn mài nham thạch, tình trạng còn khá là ổn. Có một cái vết xước nhỏ trên này, ở trên cái đèn này anh em có thể nhìn thấy một vài điểm xước, tuy nhiên trong cái tình trạng của nó khá là ổn, xước lông mèo nhẹ, và chiếc này mình bán với giá là 8,5 triệu. Nó rất là sáng và bắt mắt, tình trạng là full book, hộp sổ thẻ, và nó có cả cái thẻ đời năm 1987, rất là đẹp. Anh em có thể thấy cái sơn mài nó rất là đẹp. Đó. Rất là nhạy. Ở trên này về thì mình chưa làm lửa gì, làm kín ga lửa, nhưng tuy nhiên thì nó rất là ok thôi, có lẽ cũng chẳng phải làm gì. Anh em chốt đơn thì mình sẽ chuyển luôn cho anh em thôi, bởi vì chiếc này về gần một tuần rồi, nay mình mới có rồi, mình đang lên giao lưu cùng anh em. Vâng, xin cảm ơn anh em, chúc anh em có một ngày cuối tuần vui vẻ.